Giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 1, xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới. Giá heo hơi hôm nay, ngày 16 tháng 1 thấp nhất cả nước là 48.000 đồng mỗi kg. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch tả heo trong thời điểm hoạt động vận chuyển, xuất heo ra khỏi trang trại tăng cao như dịp cuối năm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất là 55.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc tuần này chứng kiến giá thu mua tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 4.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, Vĩnh Phúc và Lào Cai tăng nhẹ một giá so với cuối tuần trước, ghi nhận giao dịch chung mức 50.000 đồng mỗi kg. Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg, thương lái các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam và Tuyên Quang đang thu mua heo hơi trong khoảng giá từ 51.000 đồng mỗi kg đến 52.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Yên Bái và Hưng Yên điều chỉnh tăng 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg trong tuần này, lần lượt giao dịch với giá 52.000 đồng mỗi kg và 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 52.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 50.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 55.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 51.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 52.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên trung bình đạt 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh nhiều nhất là 6.000 đồng mỗi kg trong tuần này. Sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg so với tuần trước, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá từ 50.000 đồng mỗi kg đến 52.000 đồng mỗi kg. Cùng giao dịch trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng mỗi kg Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Bình Định và Đà Lạt đã điều chỉnh tăng từ 3.000 đồng mỗi kg đến 4.000 đồng mỗi kg trong tuần này. Nghệ An tăng mạnh 6.000 đồng mỗi kg lên mốc 54.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 51.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg. Quảng Trị là 50.000 đồng mỗi kg. Từ Thiên Huế là 50.000 đồng mỗi kg. Quảng Nam là 50.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 51.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 51.000 đồng mỗi kg. Khánh Hòa là 51.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 51.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 52.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Thạch Hà, sau xã Lưu Vĩnh Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, địa bàn vừa có thêm hai xã xuất hiện dịch tả heo châu Phi là Đỉnh Bàn và Thạch Văn. Tính từ mùng 4 tháng 1 đến nay, huyện có 29 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, buộc tiêu hủy 1.200 kg heo, theo báo Hà Tĩnh. Ông Trần Hậu Sinh, phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật huyện Thạch Hà cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, kéo dài, huyện đã tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát, xử lý rứt điểm các ổ dịch. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, mặc dù công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn, song đến nay, tổng đàn gia súc của tỉnh vẫn được đảm bảo. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động từ 48.000 đồng mỗi kg đến 52.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tuần này điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg tại nhiều tỉnh thành. Theo đó, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh tăng 1.000 đồng mỗi kg, hiện giao dịch trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai nhích nhẹ một giá lên mốc cao nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg trong tuần này. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang hiện đang thu mua heo hơi từ 49.000 đồng mỗi kg đến 50.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg so với tuần trước. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 50.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 50.000 đồng mỗi kg, Long An là 48.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 49.000 đồng mỗi kg. An Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 50.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 50.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 48.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 50.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 49.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 49.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 49.000 đồng mỗi kg.